cho các bạn động tác nhảy dây chụm hai chân. Khi nhảy dây chụm hai chân chúng ta phải khởi động xoay cổ. Rồi xoay cánh tay. Rồi xoay vai. Rồi xoay hông. Xoay đầu gối. À, bây giờ chúng ta sẽ tập nhảy dây chụm hai chân. Bước 1, chúng ta sẽ xoay dây. Rồi. Rồi bước thứ 3 mình sẽ nhảy dây.